sư cho con hỏi trước giờ sư có gặp vị sư nào tu đắc tứ thiền hay tứ thánh quả hay chưa nghe nói sau 500 năm phật nhập diệt sẽ không có người đắc đạo quả a, -a la hán một ngàn năm sau phật nhập diệt không có người đắc đạo quả a hàm một ngàn năm trăm năm phật nhập diệt không có người đắc đạo quả tư đà hoàng hai ngàn năm phật nhập gì không có người đắc đạo quả tu đà hoàng xin sư cho nhận định về vấn đề trên à, thưa quý vị đó có những vấn đề mà nó liên quan đến các cái pháp thượng nhân có những sự chứng đắc thì do có những cái hạn chế cho nên có một vài vấn đề sư sẽ không có nói Ừ. bởi vì cái người đối tượng nghe đó gồm rất là nhiều người chứ nó không riêng gì một bộ phận tu sĩ mặc dù tên người hỏi đó uh, là tên của một vị tu sĩ nhưng mà nếu như riêng cá nhân vị tu sĩ gặp gỡ gặp mặt nói chuyện thì nó khác còn khi mà nói chuyện giữa một hội chúng đông như thế này nó khác uh, trong kiếp này tức là từ khi sư sanh ra trong đời này cho đến bây giờ sư không chắc là mình có thấy hay không người tu chứng tứ thiền hoặc là tứ thanh quả bởi vì sao bởi vì trong chú giải đó à, có nói rằng rất khó để mà biết được một người có chứng thiền hoặc là chứng thánh hay không rất khó để dừng biết Bằng chứng là có một vị trong chú giải có đề cập đến một vị tỳ kheo. Có đệ tử là một vị A-la-hán. Nhưng mà vị này suốt mấy mươi năm, tâm vị đó hoàn toàn trong sạch. Không có bất kỳ một cái bợn dơ của tâm bất thiện là tham sân si xuất hiện trong vị ấy. Và vị ấy là một vị giữ gìn giới hạnh giới nghiêm chỉnh và chứng đắc tứ thiền. Và thực hành tứ niệm xứ giữ gìn chánh niệm một cách miên mật và vị đó nghĩ rằng mình đã chứng a la hán thì người đệ tử đó là một vị a la hán một hôm vị đó quán xét cái vị thầy của mình để xem vị thầy của mình đã tu chứng đến đâu rồi và vị này đó thấy rằng thầy của mình chưa chứng a la hán nhưng mà vị thầy lại tưởng rằng mình chứng a la hán và nếu như mình không có sự can thiệp thì vị thầy sẽ chết như là một vị phạm phu cho nên vị này mới đến và đánh lễ vị thầy hỏi vị thầy một ngàn câu hỏi khác nhau và vị thầy trả lời một cách trôi chảy quý vị thấy một điều như thế này nè tức là khi mà một vị đó trong sạch và tu hành nghiêm túc như thế thì cái trí vị này rất là sáng và vị này trả lời câu hỏi một cách không có ngăn ngại và vị đệ tử hỏi vị thầy là thầy đã đạt được trạng thái này lâu chưa Tức là một câu hỏi rất là khéo trong giới tỳ kheo với nhau khi mà hỏi câu đó đó tức là cái hội ý hỏi là thầy đã chứng quả a la hán từ khi nào Đấy. thì vị thầy mới trả lời là ta đã đạt được cái trạng thái này suốt mấy mươi năm rồi người đệ tử mới nhờ vị thầy mình hãy biến một con voi và vị thầy này biến ra một, hóa hiện ra một con voi người đệ tử mới bảo bây giờ thầy hãy làm cho con voi đó, đó cuộn cái vòi đúc vào trong miệng tay lỗ tay gian rộng ra mắt trận trừng và xông lại tới đây vì thầy làm theo và khi con voi xông lại đó vị thầy hoảng sợ và dợm người đứng dậy thì người đệ tử mới kéo vị thầy lại và hỏi thưa thầy một vị a la hán còn sợ hãi hay sao thì vị thầy nghe như vậy quỳ sụp xuống lạy người đệ tử của mình tại vì biết là mình chưa có chứng và nói là này hiện dạ, giả hãy giúp ta người đệ tử mới nói thưa thầy đây là lý do con có mặt ở đây và người đệ tử hướng dẫn vị thầy của mình thực hành tứ niệm xứ vì thầy sau khi mà nghe người đệ tử hướng dẫn đứng dậy đi kinh hành bước chưa bước đến cái bước thứ ba thì vị thầy chứng được tứ quả a la hán đấy cho nên ý, cái việc mà chứng đắc của một người bản thân vị đó còn khó mà biết chính xác được thì nói chi người ngoài cái điều thứ hai là cũng trong chú giải một vị uh, tỳ kheo già đến già mới xuất gia với một vị tỳ kheo trẻ cái vị trẻ là thầy còn vị già là đệ tử một lần ấy người thầy người đệ tử mới hỏi vị thầy là thưa thầy làm sao để mà biết được là một vị tỳ kheo đã chứng quả a la hán vị thầy mới trả lời khéo léo như thế này rất là khó rất là khó này đại đức có một vị tỳ kheo già đã xuất gia với một vị a la hán trẻ nhưng mà sống với vị a-la-hán trẻ đó một thời gian rất là dài mà vị tỳ-kheo già vẫn không biết được thầy của mình là một vị a-la-hán thì cái người thầy đó nói một cách khéo léo để ám chỉ rằng bản thân cái vị thầy bản thân vị thầy đó là một vị a-la-hán nhưng mà cái người đệ tử người đệ tử già không biết được cho nên à, thứ nhất là cái cách sinh hoạt trong tăng đoàn nó rất là sang và rất là khéo cho nên là một vị có chứng đắc thiền hoặc là chứng đắc a la hán vị đó cũng không có nói hoặc là cũng có nói thì cũng không nói một cách trực tiếp dù cho với những vị đồng phạm hạnh. Cho nên ý, nếu như sư có gặp nếu như sư có gặp thì sư cũng không biết được là vị đó có phải là một vị chứng thiền hoặc chứng a la hán hay không. Một vấn đề nữa đó là Ừ. có những vị có những nơi có những cái môi trường mà sư tin rằng những con người đó nếu như có chứng đắc thiền hoặc là chứng quả thánh thì cũng không có gì lạ. Mình không biết là họ có chứng đắc hay không, nhưng mà nếu như những con người mà dễ thương như vậy giới hạnh như vậy thiền định như vậy cách hành xử như vậy cái lối sống như vậy mà nếu như họ có là một vị chứng thiền hoặc là một vị thánh thì cũng không có gì lạ sư đã từng tới những nơi và gặp những con người như vậy đấy. còn để khẳng định thì mình không biết được ha không thể biết được à... đấy đó là cái câu trả lời Còn cái vấn đề mà 500 năm thì không còn người đắc A la hán ấy. thì um, sư lại nhớ đến một cái phiên bản khác như thế này. Sau 500 năm Đức Phật nhập diệt, không có người chứng đắc A la hán với bốn tuệ phân tích. À Tam minh, lục thông và tứ tuệ phân tích. Uh, sau khi Phật nhập diệt 1.000 năm thì không còn người chứng đắc A-la-hán uh, có uh, tứ tuệ phân tích sau khi một uh, sau khi một năm trăm năm thì không còn vị chứng a la hán với tam minh lục thông và sau hai năm thì chỉ còn những vị a la hán thường thôi Đó là phiên bản mà sư nhớ Và trong uh, kinh đại Bác Niết Bàn, Đức Phật có nói như thế này. Cho tới chừng nào còn có chúng sanh tu hành theo Bác Chánh Đạo, thì chừng đó còn có thánh nhân. Tức là cho tới chừng nào mà trên đời này còn có người thực hành đúng theo Bác Chánh Đạo, thì chừng đó thế gian này không vắng bóng thánh nhân. Thành ra đấy, người khác có chứng đắc thánh đạo thánh quả hay không thì có khi cũng không dính dáng gì tới mình đâu. Nhưng mà mình có thực hành đúng theo bát chánh đạo hay không thì đó mới là điều quan trọng. Ha?